Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về các cái thiết bị mà có cái con PLC bên trong. Nó được điều khiển bởi các cái con PLC đấy, PLC. Thì cái kinh nghiệm mà chúng ta sẽ xử lý các cái lỗi mà đối với các cái thiết bị mà sử dụng cái PLC này để mà nó chạy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ về một cái tủ. Thì cái tủ này là nó điều khiển cho một cái bộ máy nén, gọi là bộ heat pump ở trong ADU. Đấy thì cái bộ này á, nó được điều khiển bởi một con PLC đời cũng hơi cổ cổ rồi đây các bạn. Đấy thì con này là con EZ820DC và RC. Thì con này của Moeller, con này của Đức. Thì đối với cái dòng PLC này ấy, thì nó có cái màn hình này các bạn này. Đấy, đối với một số cái dòng PLC thì thường là nó hay có màn hình đây. Thì cái kinh nghiệm làm việc của nó có nghĩa là gì? Thì đầu tiên là các bạn, nếu các bạn có bản vẽ hoặc là có các cái mà chân vào da thì không nói gì. Tuy nhiên ở đây là ví dụ mình đang chưa có chân vào da đúng không? Thì các bạn để ý cho mình là đối với các cái PLC này này thì nó thường có các cái chân in. Đấy, in này thì ở đây nó có từ I1 cho đến I12. Thì nó xác định là các cái chân này 12V, 12 chân nhân với cái điện áp DC. Và cái tín hiệu làm việc của nó là từ khoảng 0 cho đến 10V. Đấy thì, và đây cái QA này, QA1 này thì nó là cái tín hiệu out ra. Out là analog nha các bạn nhé, không phải DAO nhé. Và các con Q này này, Q này thì thực chất là các bạn hiểu nó giống như là các cái le. Đấy, Q này nó giống như công tắc ấy. Thì nó sẽ đóng hai chân này với nhau, đóng hai chân này với nhau, đóng. Tức là cứ tín hiệu nào có thì nó sẽ đóng nối thông hai cái chân này lại và tín hiệu là có nhá. Thì cái kinh nghiệm làm việc với các cái con PLC như thế này thì đó chính là cái màn hình của nó đây các bạn này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là trên màn hình thì bản thân nó đã hiển thị các cái chân. Đấy, vì tại sao nó lại có số 167 ở đây? Là bởi vì các cái chân này tương ứng với phần cứng đây. Thì chân I1 nó đang có, đồng nghĩa việc chân này đang có tín hiệu vào. Và chân 67 đúng không ạ? I6, I7 đang có tín hiệu vào. Và cái tiếp theo đó chính là cái Q. Thì nó đang có cái chân Q số 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q số 6 nó đang đóng các bạn nhé. Thì đấy, mà chúng ta sẽ đo cái tín hiệu này. Thì nếu như mà các bạn có từ hai con trở lên nó giống nhau đúng không, mà các bạn không có sơ đồ thì các bạn hoàn toàn có thể cho chạy thử. Ví dụ khi các bạn chạy cái thiết bị này lên, đấy, chúng ta sử dụng các cái tín hiệu đưa vào để chạy. Và khi chúng ta chạy được rồi đúng không ạ, thì chúng ta ghi lại các cái tín hiệu là khi mà nó chạy thì những cái chân nào có. Đấy, ví dụ như là khi nó chạy thì các bạn sẽ hiểu là khi nó bắt đầu chạy đúng không, thì ví dụ nhá, các bạn có thể chuyển một cái này sao nhỉ. Đấy, chuyển thì chân 2 có đúng không, tức là đây là khi mà chúng ta chạy thử đúng không ạ? Chuyển một cái chân 2 sang nó chạy. Đấy thì nó bắt đầu chạy đúng không, thì các bạn thấy nó xuất hiện chân số 1. Đấy, và như vậy là nó đã chạy. Thì các bạn sẽ ghi lại mà khi tín hiệu, khi mà nó chạy thì các cái tín hiệu nó đang active, ví dụ như Y nào đang đóng và Q nào đang đóng. Đấy, các bạn ghi lại. Đấy, sau đó thì nếu nó lỗi, khi mà nó xảy ra lỗi ở một cái tín hiệu nào đó thì chúng ta nhìn vào đây là chúng ta biết ngay là để chạy cần các cái điều kiện Y nào và xuất ra các cái Q nào. Đấy, và khi nó chạy thì chúng ta ghi lại. Đến khi mà nó lỗi, chúng ta dở ra xem, chúng ta biết là nó đang lỗi ở chân nào. Ví dụ như là khi chạy đúng không, thì cái chân lúc nãy ví dụ khi chạy 4 đây xuất hiện, 1 đây mất đúng không, thì nó chỉ có 4, 6, 7 và Q 4 đúng không. Ghi nó chạy như vậy. Và sau này khi mà các bạn thấy là nó mất cái chân số 6 chẳng hạn, thì các bạn sẽ dò ngược cái chân này ra. Đấy,
khi mà chúng ta chạy mà nó không chạy mà lại chân y6 không có, đúng không? Thì chúng ta sẽ dò từ cái chân y6 này ra. Đấy, xem là cái chân nào nó dẫn đến mất tín hiệu y6. Thì nó có hai trường hợp. Một là các bạn đo tín hiệu ở y6 này có rồi thì là do cái phần nhận tín hiệu của PLC lỗi. Còn nếu như các bạn đo mà chân số 6 này chưa có tín hiệu thì các bạn cứ lần ngược ra, đúng không? Lần ngược thì có thể nó sẽ đến một cái cặp chân nào đó, ví dụ như là bảo vệ máy nén, ví dụ như là cắt áp suất cao chẳng hạn, hay là áp suất thấp. Đấy thì dựa vào đó mình có thể là phán đoán và xử lý được các cái căn bệnh của nó nhanh hơn. Đấy, nó cũng rất đơn giản thôi, đúng không? Các cái thao tác thì nó phải như vậy, và cái tư duy để mà kiểm tra lỗi. Bởi vì đây nó không phải là một cái thiết bị mà nó đại diện cho tất cả. Tuy nhiên ấy, thì đa số các POC thì cái cơ chế hoạt động kiểu nó là như thế. Thì nó mất chân nào thì các bạn đo tín hiệu vào đây xem có chưa, và khi mà đo tín hiệu có rồi thì lần ngược trở lại. Còn chúng ta có thể phán đoán là cái POC nó lỗi, có thể lỗi phần mềm hoặc lỗi cái phần cứng của POC. Và nếu chưa có cái tín hiệu đó thì chúng ta lần ngược lại theo cái dây thì nó sẽ ra được là cái đầu bên kia nó đang lỗi ở đâu. Đấy thì nó chỉ có một vài cái bước như vậy thôi. Thì chúng ta đã có thể là phán đoán lỗi nhanh này, rồi là ghi chép lại được các cái trạng thái chạy này, đúng không? Trạng thái dừng này, rồi tất cả cái trạng thái của nó trước khi mà các bạn sửa chữa. Thì theo mình ấy, thì cái quan điểm của mình thì nếu như các bạn có sơ đồ đấu nối của nó là tốt nhất. Vì thường các cái tủ của nước ngoài ấy, thì người ta cũng có một số là người ta sẽ có các tài liệu đi kèm. Các tài liệu này thì nó cũng hay đặt sẵn ở trong các cái tủ như vậy. Thì đây là một cái con heat pump các bạn nhé. Đây, heat pump này, POS73. Đấy, và các chân của nó đây, các cầu đấu mà để mà ra các cái tín hiệu đằng sau như là chạy máy nén này, rồi báo lỗi này, rồi tất cả các cái thứ thì nó liên quan đến cái cầu này. Thì các bạn lần ngược tới ra và lần về phía trong. Đấy, thì như vậy thì các cái phán đoán lỗi của chúng ta nó cực kỳ nhanh. Đấy, cực kỳ chính xác. Và nó nói chung là nó tiết kiệm thời gian. Đấy. Thì chúc các bạn thành công nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì nếu mà các bạn thấy video của mình nó mang lại cho các bạn cái giá trị nào đó thì các bạn hãy comment ở dưới nhá. Hay là các bạn nhớ nhấn like hoặc là subscribe cái kênh của mình nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.